Hình bi đã quá mở và chỉ 4 cú đánh chuẩn xác nữa thôi, Tyler Steyer sẽ đá văng hắc hổ Biado ra khỏi cuộc chơi. Ngồi trên ghế sofa, tay cờ người Phi có lẽ cũng đang chuẩn bị tinh thần để dọn đồ đi ngay trong đêm nay không cần chào hỏi. Thế nhưng ơ kìa, cú bắn bi số 7 lắc lấu tít đã khiến cho Biado còn níu giữ một chút hy vọng. Cơ mà cái hình bi để lại thì chả thuận lợi tí nào. Và cơ hội đánh bi 7 lần 2 lại đến tay Steyer. Và rồi, ơ kìa lần 2, anh chàng này hôm nay chơi thuốc gì ấy nhỉ? Đánh có mỗi con bi cũng không nên hồn hai lần liền. Vậy rồi liệu anh chàng có thể kết thúc được ván đấu này không đây? Một trận tứ kết gây cấn giữa kinh nghiệm và sức trẻ đang đi đến hồi cuối cùng. Trận đấu mở đầu thêm một cách không thể hài hước hơn cho hai tay cờ. Khi ở loạt bắn phân định xem ai sẽ là người để ba trước, Carlo Biado bất ngờ phạm luật khi dùng cây gậy để chỉnh lại vị trí của bi cái. Đây là điều không được phép bởi nó làm sai lệch đi vị trí ban đầu, vốn được đặt cân bằng với viên bi của Steyer. Chính vì vậy, tay cờ người Mỹ giành luôn quyền phá bi ở game đấu đầu tiên do trọng tài đã xử thua Biado. Thế nhưng Steyer cũng nhanh chóng để mất lượt cơ của mình. Cho dù đã có cú phá bi tốt với hai bi mục tiêu xuống lỗ, cú đánh bi số 1 lắc lỗ tít đưa quyền vào bàn cho Biado. Và ngay lập tức, hắc hổ tận dụng với một chấm dọn bàn hộ đối phương, mở tỷ số trận đấu. Có lẽ do hơi hưng phấn mà ở cú lắc bi khởi đầu, Biado đã vê bi cái theo thói quen chuẩn bị cho một cú để bà. Vì vậy, anh mới bị trọng tài bắt phạt. Nhưng không có vấn đề gì cả, tay cờ 41 tuổi vẫn biết cách trừng phạt sai lầm đối phương để vươn lên dẫn trước. Và nếu như game 1, sai lầm của Steyer đã giúp cho đối phương mở điểm, thì đến game tiếp theo, cú phá bi khô của Biado cũng nhanh chóng giúp tay cờ có biệt danh Sherman mở tài khoản cho mình. Biado đi thẳng về chỗ ngồi sau cú drive break, rồi Steyer chỉ cần giải quyết hai bi mục tiêu đầu tiên trước khi cộng thẳng bi số 3 với bi số 10 vào lỗ tít dưới. Hai game qua chóng vánh chỉ sau chưa đến 10 phút thi đấu đem đến cho khán giả dự cảm về một cuộc đấu đầu cực kỳ hấp dẫn vẫn đang chờ đợi ở trước mắt. Kịch bản ở ván đấu thứ 3 có phần đã giống y nguyên như ván đầu, khi Steyer mắc sai lầm ở con bi số 1, Sherman từ đó phải nhìn Biado cân bản bi cho đến con bi số 9. Cú đánh ấy tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến cho bi này lạc lỗ và đi thẳng về một lỗ khác trên bản. Dù vẫn đưa được mục tiêu xuống lỗ, nhưng đó được tính là cú fluke của Biado. Anh đã không thực hiện đúng vào lỗ đã chỉ định. Steyer chỉ cần đánh nốt con bi số 10 để giật chiến thắng từ tay đối phương, nâng tỷ số lên 2-1. Cũng chỉ mấy phút sau, bảng tỷ số cũng nhảy con số 3 cho tay cờ chủ nhà với ván bridge and run ấn tượng. Chạm hưu một cách chóng vánh và không tốn sức, liệu Sherman có thể ghi dấu set thắng mở màn? Chút hy vọng lại được Biado thắp lên khi anh thực hiện những cú bắt đuôi tốt ở bi số 1 trước Steyer để rút ngắn tỷ số xuống 2-3. Thế nhưng, những cú phá bi trong set đấu này không đem về cho hắc hổ lấy một lần được vui, khi anh lại một lần nữa dính phải ác mộng mang tên Drive Break ở game số 6 bản lề. Không có gì quá khó khăn cho tay cờ người Mỹ ở game đấu này với một thế bi đã hoàn toàn mở rộng và tỷ số được ấn định 4-2 nghiêng về phía vận động viên nước chủ nhà trong set đấu đầu tiên. Đây thực sự là một set đấu mà Steyer đã có phần may mắn nhiều hơn, khi anh bất ngờ tận dụng được cú đánh bi số 9 mắc lỗ của Biado ở game đấu thứ 3 để giành lợi thế quá lớn. Với hắc hổ đến từ Philippines, đó mới là set thua thứ hai của anh sau 5 trận đấu tính cả cuộc đối đầu đang diễn ra, và là lần đầu tiên tay cờ này bị dẫn trước trong giải đấu. Dù sao, với đẳng cấp được đánh giá là vượt trội đối phương, Biado vẫn còn rất nhiều hy vọng với màn lội ngược dòng của mình. Nhưng có lẽ chính hắc hổ cũng phải đành chột dạ sau cú để ba mở màn set đấu thứ hai, khi một lần nữa đó lại là một cú bắn khô khiến cho anh thêm một lần để rơi quyền bắn vào tay đối phương chỉ sau một tình huống cầm cơ duy nhất. Steyer nhận ra thế bi không thuận lợi và thực hiện pha chạy đạn khó chịu, buộc Biado phải tung cú sút tê với con bi số 1 ngay sau đó. Lạc lỗ tít, bi mục tiêu màu vàng rơi thẳng xuống lỗ 10 bên trái. Cú fluke tiếp theo này mở ra cơ hội cho Steyer đưa hai bi mục tiêu số 2 và số 3 xuống lỗ. Nhưng rồi, chính tay cờ người Mỹ lại tự hủy với tình huống chọn giải pháp không khôn ngoan ở con bi số 4, khi đường ăn riêng con bi này lại bị bi số 6 che khuất một phần. Hình bi đối thủ để lại trên bàn, Biado lựa chọn luôn giải pháp cộng bi. Anh gọi con bi 10 và thực hiện cú 4 cộng 10 đầy đẳng cấp, đưa thẳng viên bi sọc xanh trắng xuống vị trí đã chỉ định, mở tỷ số 1-0 trong set 2. Nếu như lần trước, sai lầm của hắc hổ đã dâng chiến thắng cho Steyer ở con bi cuối cùng, thì lần này tay cờ đến từ châu Á đã biết cách trừng phạt lại quyết định không sáng suốt của đối phương. Lần đầu tiên phá bi tốt trong ván tiếp theo, nhưng thế bi khó đã khiến cho Biado phải tung cú phút ảo nhường lại cho Steyer. Cả hai giằng co nhau ở con bi số 2, chỉ đến khi quyết định sút tê của tay cờ chủ nhà thất bại. Biado giải quyết thành công nút thắt này trước khi cú cắt bi số 4 vào lỗ 10 của anh cũng phạm sai lầm. Lần này Steyer quyết định dùng luôn bài cộng bi mà Biado đã thực hiện ở ván trước, nhưng cú 4 cộng 10 này của anh thì lạ lắm. Với viên bi mục tiêu màu xanh lạc lỗ nặng, hắc hổ lập tức
tung cú bắt đuôi, nhưng anh đã nhấn nút tự hủy với pha đánh đè quá nhiều phê trái lên con bi chủ. Hình bi mở ra mà Steyer không thể từ chối món quà này một lần nữa, cân bằng tỷ số set đấu. Thế rồi, anh chàng sinh năm 1995 cũng lại lập tức đáp lễ Biado khi thêm một lần nữa tung pha nhảy bi phạm quy trong ván thứ ba. Khi mà cả hai vẫn còn mải đi tìm lời giải ngay viên bi số 1, Taker người Philippines lập tức chớp lấy để nâng tỷ số lên 2-1. Và rồi, cũng giống hệt như cách Steyer đã làm ở set đấu đầu tiên, game thứ tư của set 2 cũng chứng kiến một chấm dọn bàn đẳng cấp đến từ Carlo Biado. Steyer kịp giành cho mình một chiến thắng sau đó để rút ngắn tỷ số. Thế nhưng, trong ván đấu quyết định của set, một Biado quá lọc lõi đã biết cách đẩy cơ thủ chủ nhà vào những tình huống bị bắt đuôi đầy khó chịu, để rồi bắt Steyer chịu thua và kết thúc set đấu với đúng tỷ số mà Hắc Hổ để thua trước đó. Giờ là lúc trận đấu chính thức bước vào cao trào với những tình huống trong set quyết định. Mọi sai lầm lúc này đều sẽ phải trả giá đắt với cả hai tay cờ. Ván đầu tiên bắt đầu với cúp right brace cực kỳ đáng tiếc đến từ Sherman, và Biado đã không cho đối thủ của mình thêm bất cứ một lần vào bàn nào nữa. Chấm dọn bàn được Hắc Hổ đi cực kỳ mượt mà, trong đó anh giải quyết cực kỳ bình tĩnh những thế bị khó. Điển hình như pha đặt cầu tay bi số 4 không quá thuận lợi, nhưng tay cơ người Philippines vẫn có thể thành công đưa ra cú cộng bi số đầy cảm giác với bi số 7. Cơ mà niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi cú để 3 sau đó của anh lại đưa luôn bi cái xuống lỗ. Đến lượt mình, Steyer cũng cho thấy anh thực sự cũng sẵn sàng để xanh chín hết sức trong set đấu cuối cùng này. Tận dụng quyền đặt bi, cơ thủ sinh năm 1995 cũng thành công giải quyết hình bi mở để quân bình tỷ số 1-1. Hai game đầu tiên đã trôi qua theo một mô típ tương tự nhau, khi Taker thực hiện cú để 3 đều không tận dụng được lợi thế này, với một pha phá bi khổ và một pha chết cái, trao cơ hội đi chấm cho người còn lại. Ván sau đó, Steyer sẽ là người cầm phá, và chắc chắn Sherman không hề muốn kịch bản này lại thêm một lần nữa tái diễn. Và đúng thật là Taker nước chủ nhà đã không làm các khán giả thất vọng khi có cho mình cú phá bi tốt hơn rất nhiều với hai bi mục tiêu bị hạ gục. Và lần này, Carlo Biado cũng chỉ còn biết yên vị trên ghế nhìn từng viên bi biến mất bởi Steyer đã quá xuất sắc. Anh chàng đẹp trai này thêm một lần đi chấm nụt nà để có cho mình điểm số thứ hai trong set quyết định. Nhưng rồi đó chưa phải là tất cả, Steyer tiếp tục phong độ bay cao bằng cách chạm luôn hiu ở ván đấu tiếp theo với cái mô típ cũng tương tự như thế. Hai ván đấu liên tiếp, Biado không được vào bàn bất cứ lần nào, và Hắc Hổ có lẽ cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một thất bại đã đến rất gần. Biết sao được, thế trận xoay vần liên tục, một sai lầm đã khiến cho anh phải trả giá ở set 1. Và giờ thì là một tình huống chết cái ngay lúc tinh thần đang lên cao nhất. Và một tình huống dry brace bất ngờ ở ván đấu quyết định ấy không làm cho Steyer quá bị động. Anh vẫn bình tĩnh bắt đôi Biado ở con bi số 2 và rồi giải quyết nhanh chóng 6 bi mục tiêu đầu tiên. Lúc này với cái thế bi quá thuận lợi trên bàn, người hâm mộ có lẽ cũng chuẩn bị tính đến chuyện nhấc mông lên và chuẩn bị ra về, bởi họ chắc mầm chiến thắng là của Steyer rồi. Thế nhưng cú đánh bi số 7 của anh chàng này lại kéo tất cả ở lại với nhà thi đấu. Một cú đánh lắc lỗ đầy bất ngờ. Steyer cầm lơ đi về chỗ ngồi để tiếc nuối. Nhưng Biado cũng chẳng dễ gì để giải quyết hình bi còn lại khi viên bi số 7 không ở thế thuận lợi nữa. Cú à bằng của Hắc Hổ lại một lần nữa đem cơ hội đến cho Steyer kết thúc trận đấu. Và với những ai nghĩ rằng sau một lần đánh lỗi thì lần này sẽ không còn bất kỳ sai số nào đến từ Sherman, họ đã nhầm to. Thêm một lần nữa, bi số 7 lắc lỗ như có thứ buồn ngại gì đó ìm lên tay cơ của nước chủ nhà vậy. Chẳng lẽ thế trận lại đảo chiều khi chỉ hai cú đánh với cùng một kịch bản như thế? Trước mặt thì Biado đã không còn tung cú quay xe nào nữa, thắng luôn ván này và cả ván sau để cân bằng tỷ số 3-3. Trong đó ở ván thứ 6, Steyer lại một lần nữa chết cái trong pha sút tề. Có thể thấy rằng tâm lý của tay cơ người Mỹ đã xuống thấp sau hai cú bắn bi số 7 đáng quên. Và giờ khi trận đấu đã bước vào loạt penalty, rõ ràng lợi thế đang nghiêng về kẻ chết hụt Carlo Biado. Và để xem chết hụt rồi thì mới thực sự sống dai không nào. Loạt bắn đầu tiên, cả hai đều thành công để mở màn cho những cú bắn siêu căng thẳng sau đó. Và vẫn là hai con người ấy bước lên đưa bi số 10 vào lỗ thêm 4 lần nữa trong hai lượt tiếp theo, đưa tỷ số loạt penalty lên 3-3. Còn một loạt bắn cuối cùng và ai mắc sai sót lập tức sẽ phải rời khỏi ngay trong đêm không một lời từ biệt. Biado vẫn giữ nguyên phong thái của một cáo già, lạnh lùng cắt con bi mục tiêu vào lỗ tít đầy ngay ngắn. Trong khi với Steyer, anh đứng trước cú bắn quan trọng nhất của giải đấu, và lần này bi số 10 đã nối gót con bi số 7 chờ đánh kìa, lạc lỗ và chính thức khiến Sherman bị loại, trao quyền đi tiếp cho Biado. Từ chỗ chạm hiệu trước và có thời cơ ngàn vàng để kết thúc trận đấu, Tyler Steyer với tâm lý không ổn định đã gục ngã ở ngưỡng cửa thiên đường. Anh tưởng chừng đã có thể đánh gục Hắc Hổ Philippines, thế nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua ngược cay đắng. Trong văn hóa phương Tây, số 7 tượng trưng cho nhiều điều may mắn, thế nhưng đã không có ứng nghiệm và mang đến cho Steyer những vận xui xẻo trong ngày hôm nay.
Và có lẽ trong những giấc mơ của mình trong thời gian tới, con số 7 ngang bướng ấy vẫn sẽ ám ảnh Steyer về một trận đấu mà anh đã cầm vàng, nhưng để vàng rơi đầy đáng tiếc.